Mình đến từ công ty cổ phần Ren Coffee. Hôm nay mình làm clip để chia sẻ với các bạn về bí quyết để pha những ly cà phê thơm ngon và chuẩn vị nhé. Sau này chúng ta cùng tiến hành làm. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị 3 phin cà phê và định lượng của mỗi phin là 25g. Mình sẽ dùng cái lưỡi gà để mình nén chặt. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái lưỡi gà để nén chặt. Sau khi nén chặt xong, chúng ta sẽ dùng nước sôi. Tôi dùng ấm siêu tốc và khi các bạn pha là lưu ý là nước phải thật sôi thì cà phê mới nở và có hương thơm nha các bạn. Tôi sẽ dùng 45ml nước để tôi ủ dưới 15ml. Sau khi ủ dưới xong, tôi sẽ tiến hành đồng thời là ủ trên. Tôi rót đều vào. Tương tự các phin còn lại chúng ta cũng sẽ làm theo các bước tôi vừa hướng dẫn. Chúng ta quan sát sau khi tôi rót nước vào thì bột cà phê đã nở lên. Và chúng ta đậy nắp lại để chờ trong khoảng 3 phút nha các bạn. Chờ 3 phút để cho bột cà phê được ủ và nở. Thì chúng ta sẽ tiến hành châm nước tiếp theo. Sau 3 phút chúng ta đã chờ thì bột cà phê đã nở bung lên hết. Các bạn quan sát kỹ. Đấy. 3 phin bột cà phê đã nở lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cái lưỡi gà này vào. Chúng ta đặt nhẹ vào thôi, không cần ấn. Chúng ta sẽ châm nước. Với lần đầu chúng tôi sẽ châm 20ml để cho là chảy nước cốt đầu tiên. Chúng ta rót nhẹ xung quanh để tránh cái lưỡi gà nó bị lật. Và đậy nắp. Chúng ta sẽ chờ trong vòng 2 phút để cà phê chảy nước đầu tiên. Sau khi tiến hành châm nước thì cà phê đã bắt đầu là chảy. Nếu như cái phin nào mà nó chảy xuống mà nó còn chưa xuống cốc thì chúng ta sẽ dùng cái thìa chúng ta gạt gạt ở dưới, vì là nó đang sức căng mặt ngoài cho nên là nó chưa rớt xuống, thì chúng ta chỉ cần gạt nhẹ là cà phê sẽ rớt xuống. Với một điều nữa là tôi lưu ý là các bạn khi mà ta đậy nắp, nếu mà chúng ta đậy kín quá thì cà phê cũng sẽ không chảy nhé. Chúng ta đậy hơi hé ra một chút để nó có thoáng khí thì cà phê nó mới chảy được. Sau 2 phút đầu tiên chờ cà phê chảy, bây giờ tôi sẽ tiến hành châm nước. Lần này tôi sẽ châm 40ml.
Vâng, chỉ sau một vài thao tác đơn giản, tôi đã hoàn thành một ly cà phê thơm ngon và chuẩn vị. Và cốt của nó là 50ml. Nếu các bạn xem video có gì chưa hiểu, xin để lại lời nhắn ở phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc. Xin chào, xin hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công ngay tại nhà.